Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Video này mình chia sẻ với các bạn nội dung đó là chứng mồ hôi trộm ở trẻ em. Khi nào thì chúng ta cần phải lo lắng và khi nào thì cần phải điều trị. Thì các bạn biết là cái chứng mồ hôi trộm ở trẻ em này nó rất phổ biến. Hầu như em bé nào cũng có những cái đợt xảy ra tình trạng mồ hôi trộm này. Chúng ta gọi là mồ hôi trộm bởi vì nó có đặc điểm là cái sự toát mồ hôi này nó xảy ra nhiều và rất nhiều vào cái thời điểm tĩnh của em bé, tức là thường vào ban đêm hay lúc em bé đang ngủ trong một cái môi trường hoàn toàn mát mẻ, em bé vẫn bị toát mồ hôi. Bình thường có những cái đợt ngắn hoặc đan xen nhau thì không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của em bé, nhưng nếu mà cái mồ hôi trộm này nó xảy ra thường xuyên và liên tục thì nó có cái khả năng là ảnh hưởng đến cái sức khỏe của em bé. Trước hết thì trong cái vấn đề chứng mồ hôi trộm này, các bạn cần nhớ là không phải trường hợp nào cũng là bệnh lý, và đa phần thì chỉ là sinh lý thôi, nó không có gì nguy hiểm. Đổ mồ hôi trộm ở trẻ em dưới 1 tuổi, nguyên nhân là do cái đặc điểm sinh lý. Thứ nhất, đó là do cái hệ thần kinh đại não của em bé hoạt động chưa ổn định. Thứ hai, đó là do cái cơ thể em bé trong cái giai đoạn này phát triển rất nhanh, các hoạt động trao đổi chất nó diễn ra rất mạnh, cơ thể nó tạo ra nhiều nhiệt. Và cái việc đổ mồ hôi là cái cách để cơ thể cân bằng nhiệt, điều chỉnh cái nhiệt cho cơ thể cho phù hợp. Lý giải vì sao em bé rất hay đổ mồ hôi là như vậy. Thêm một cái nguyên nhân nữa làm cho em bé cũng hay có cái chứng đổ mồ hôi hơn, đó là cái thói quen chăm sóc của ông bà cha mẹ. Chúng ta thường lo lắng và sợ là em bé quá lạnh, nên là hay mặc nhiều quần áo này, hay đắp nhiều chăn cho em bé đi ngủ này. Rồi phòng thì hay đóng kín cửa, có thể là để nhiệt độ điều hòa quá cao chẳng hạn, vì là sợ em bé lạnh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân rất phổ biến dẫn đến tình trạng em bé hay bị đổ mồ hôi. Về cái đổ mồ hôi của em bé thì sẽ có hai cái dạng, đó là đổ mồ hôi trộm sinh lý và đổ mồ hôi trộm bệnh lý. Đổ mồ hôi trộm sinh lý thì có đặc điểm đó là trong một cái môi trường hoàn toàn yên tĩnh, em bé hay đổ mồ hôi vào cái lúc ngủ. Bạn sẽ nhận thấy là khi em bé vào giấc ngủ khoảng 30 phút sau đó thì sẽ có cái tình trạng đổ mồ hôi. Và cái tình trạng này kéo dài khoảng 30 đến 60 phút sau là kết thúc. Khi bạn là lau hết cái lớp mồ hôi này cho em bé đi thì không không có cái đổ thêm nữa. Và sau đó là em bé thoải mái ngủ bình thường. Khi mà có cái đổ mồ hôi sinh lý này thì bạn sẽ dễ nhận thấy là em bé chỉ có những cái đợt đổ mồ hôi này thôi. Nó hay gắn liền với những cái thời điểm mà thay đổi các cái hoạt động chức năng của em bé. Dễ dàng nhận thấy đó là khi mà em bé lẫy này, bò này, hay là ngồi, hay là giai đoạn tập đứng, tập đi, thì cái tốc độ đổ mồ hôi trộm của em bé nó sẽ tăng lên nhiều hơn, và nó mất khoảng vài tuần như vậy, sau đó là em bé sẽ bình thường. Trường hợp này chúng ta sẽ không phải điều trị gì. Nếu các bạn đã có cái việc bổ sung vitamin D thường xuyên cho em bé thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Trường hợp thứ hai là trường hợp đổ mồ hôi trộm bệnh lý, thì nó gặp nguyên nhân phổ biến đầu tiên đó là do thiếu vitamin D, hay gặp ở các cái em bé đó là trẻ sinh non này, trẻ sinh nhẹ cân này, trẻ mà hay bị rối loạn đường tiêu hóa hoặc là viêm đường hô hấp thì cũng dẫn đến cái tình trạng thiếu hụt về vitamin D, gây ra cái tình trạng đổ mồ hôi trộm ở em bé có đặc điểm là đổ nhiều cái vùng trán, và khi mà em bé ngủ đổ nhiều đợt, đổ liên tục. Trường hợp nặng hơn là do thiếu vitamin D kéo dài dẫn đến cái tình trạng mà thiếu canxi, thì em bé sẽ có thêm nhiều các biểu hiện khác về giấc ngủ, như là hay giật mình, ngủ không yên giấc, đó là cái triệu chứng về về chức năng. Còn về thực thể thì em bé có thể, đó là bạn thấy là các cái hoạt động vận động của em bé chậm hơn, đấy, cơ thì nhão này, đấy, người nó không rắn chắc, rồi về những cái dị dạng về xương, ví dụ như là chân vòng kiềng này, lồng ngực ức gà này, rồi thóp của em bé thì có thể đó là thóp rộng và lông liền, cái bờ thóp nó mềm. Đấy là những đặc điểm mà chúng ta có thể quan sát ở bên ngoài. Nó cộng thêm với cái tình trạng đổ mồ hôi trộm liên tục của em bé. Thế đây là những trường hợp chúng ta phải điều trị. Vậy đối với trường hợp mà con mình bị đổ mồ hôi trộm thì hướng điều trị của chúng ta là như thế nào? Trước tiên là các bạn cần chú ý lại cái vấn đề mặc quần áo hay là nhiệt độ phòng.
và cái đắp chăn cho em bé ngủ buổi tối để tránh cái tình trạng mà quá nóng. Có rất rất nhiều trường hợp đấy, các bà mẹ sau khi được thăm khám, được tư vấn tỉ mỉ hỏi bác sĩ thì phát hiện ra là vì mẹ mặc quá nhiều quần áo cho em bé đi ngủ. Khi bỏ bớt ra, khi điều chỉnh cái nhiệt độ của điều hòa thấp hơn thì em bé ngủ ngon và không có cái tình trạng đổ mồ hôi liên tục nữa. Tiếp theo là bạn sẽ cần phải bổ sung vitamin D cho em bé. Việc tắm nắng thì chúng ta không thể duy trì thường xuyên được, và nhiều lúc là bạn làm không đúng kỹ thuật. Đấy, cho nên các cái tổ chức nhi khoa vẫn khuyến cáo đó là các bạn cần bổ sung vitamin D cho em bé dưới dạng thuốc, liều ít nhất một ngày là 400 IU, 400 đơn vị quốc tế này, duy trì từ lúc sơ sinh cho đến khi em bé 18 tháng tuổi, hoặc ít nhất là khi em bé có thể chạy nhảy được và hoạt động ngoài trời được thì chúng ta mới dừng. Cái này nó sẽ đảm bảo cho em bé không bị thiếu vitamin D. Cái mà chúng ta cần bổ sung là vitamin D chứ không phải là canxi, bởi vì ở trong sữa của em bé, trong khẩu phần ăn của em bé là đầy đủ canxi rồi. Có vitamin D này thì mới hấp thụ được canxi, cho nên chúng ta sẽ không cần thiết bổ sung canxi mà chỉ cần bổ sung vitamin D cho em bé là đủ. Trường hợp khi bạn đã tức là đã làm các cái biện pháp chăm sóc về dinh dưỡng, đã bổ sung vitamin D đầy đủ cho em bé rồi, đấy, đã duy trì cái việc đó là giữ cái mát mẻ cái phòng ngủ và cái cách mặc quần áo cho em bé, và bạn quan sát thấy em bé đổ mồ hôi trộm liên tục không liên quan đến các cái đặc điểm, các cái thời kỳ thay đổi vận động phát triển của em bé, hoặc có những cái đặc điểm như mình nói đó là liên tục trằn trọc khó ngủ, quấy khóc về ban đêm, đấy, rồi cái cân nặng chiều cao không đủ chuẩn, vừa thóc của em bé thì mềm. Đấy, và thì chúng ta sẽ cần cho em bé đi thăm khám bác sĩ, kiểm tra sâu hơn để tìm nguyên nhân cụ thể và có những cái phương pháp cụ thể hơn để khắc phục cho em bé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.